bạn, hôm nay đại lý Ferrari Phúng Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn dòng máy nước nóng trực tiếp Amor. Đây là dòng được ra mắt năm 2018. Dòng này là được có thiết kế rất là đặc biệt, là cái máy nó màu đen, mặt kính màu đen và làm bằng kính cường lực rất là đẹp mắt. Cái mẫu này ngoài hình đây là cái dòng cao cấp nhất, nhưng mà hiện tại tôi đang giới thiệu đây là cái dòng có giá thành tiết kiệm nhất của cái dòng Amor này. Nó là cái mã sản phẩm là Amor GSN-4.5. Ở trên hộp đây thì nó cũng có ghi rõ nè, Amor GSN-4.5. Máy này thì dùng điện áp là 220V 50Hz. Trọng lượng là của nó là 3.4kg. Công suất của nó 4500W. Cái đây là cái máy gián tiếp trực tiếp nên nó công suất nó tương đối lớn. Và cái này được máy đây là được sản xuất vào 26 tháng 9 2018 nha bạn. Được sản xuất ở Việt Nam, chính xác là nhà máy ở Quốc Oai, Hà Nội. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành mở cái nắp này ra để chúng ta tìm hiểu được cái sản phẩm này có những cái bộ phận gì và có những mẫu mã như nào. Đây là cái dòng máy được người Ý thiết kế luôn và được giới thiệu ở hội nghị khách hàng vào năm 2018, năm vừa rồi. Thì đầu tiên trong sản phẩm thì tôi thấy đây là có phiếu bảo hành nè. Đây là phiếu bảo hành và những cái giấy đây là để nhằm khi có hư hỏng phụ kiện gì thì gửi về cho nhà máy. Đây là đây là có đinh vít để bắt lắp đặt của máy. Bộ phận tiếp theo tôi thấy đây là cái van khóa. Đối với cái máy trực tiếp là bắt buộc phải có cái van khóa này. Trừ cái dòng Rita có một cái dòng Rita có giá thành rẻ nhất là của Ferrari thì nó không có cái này, do nó lắp cho vòi bếp thôi. Thường là cái nào cũng có. Đây đinh vít để lắp cái gá sen, cái gá của tay sen đây. Đây là cái bắt cái thanh này, lắp cái thanh trượt. Cái máy này nếu có cái thanh trượt sen tắm nó cũng rất là tiện lợi cho bạn. Tiếp theo là phần tay sen. Đây phần tay sen của nó. Có cái này tay sen có nhiều chế độ nữa. Tiếp theo là dây sen. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát đến cái máy. Thì cái máy này như tôi nói lúc đầu á, thì cái máy này nó mặt kính tường lực này. Đó, mặt kính tường lực. Đây trên máy thì nó cũng có số bảo hành. Nếu có sự cố gì, nếu miền Nam chúng ta điện thoại vào số này, miền Bắc điện vào số này. Và đây cũng có thông tin của máy luôn nè các bạn. Đây phần sau của máy. Cái máy này thì nó lắp rất là đơn giản. Chúng ta bắt hai con vít vào tường, treo cái máy lên thôi. Lắp đặt rất đơn giản các bạn ha. Còn quan sát dưới đây thì chúng ta để ý là đây là nước đầu vào nè, đây nước lạnh, ta lắp dây cấp vào. Cái máy này chúng ta lưu ý là không có dây cấp nha, chưa có dây cấp, chúng ta phải mua dây cấp. Còn cái vị trí này là vị trí lắp một cái dây sen, cái dây sen của theo máy đây, ta lắp dây sen, chỉ cần lắp thẳng vào dây sen là xong rồi. Còn về cái máy này thì thiết kế nó trước là màu đen, kính cường lực bóng. Và đối với máy này là cái dòng máy GSN này thì nó có cái bảng điều khiển đơn giản và điều khiển cơ thôi. Thì nó có điều khiển là ví dụ như đây là nhiệt độ là nhỏ nhất, còn muốn nóng hơn thì ta bật lên đây. Thì cái dòng Ferrari này thì nó Amor này thì nó có cái dòng cảm biến đó. Thì có thể tôi sẽ giới thiệu vào cái video clip khác. Còn quý khách cần mua sản phẩm này thì có thể liên lạc cho chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip. Hoặc là click vào trang tdm.vn để xem thêm giá khuyến mại cũng như đặt hàng trên website của chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại ở video clip khác.